Sau hành trình dài từ Mỹ, Lý Nguyễn đã có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh vào dạng sáng nay. Cầu thủ này sẽ phải cách ly theo quy định trước khi hội quân với đội chủ sân thống nhất. Được biết, trong quá trình cách ly, Lý Nguyễn sẽ được hỗ trợ đủ các điều kiện cần thiết để tập luyện, duy trì thể trạng trước khi sẵn sàng khoác áo thành phố Hồ Chí Minh. Tiền vệ kỳ cựu này chắc chắn sẽ lỡ trận khai mạc V-League 2021 khi thầy trò huấn luyện Kinh đến làm khách trước SHB Đà Nẵng. Trước đó, thành phố Hồ Chí Minh đã chào đón tân binh Dario Frederico da Silva Tiền đạo người Brazil ký hợp đồng một năm với mức lót tay 8 tỷ đồng, mang theo kỳ vọng giúp đội chủ sân thống nhất vô địch V-League.